mà có hai phần cơm vậy ba? Thì hai cha con mình ăn là được rồi. Ủa, rồi anh Quang thì sao? Nó là người dân nước lã, con lo cho nó làm gì? Kệ nó, ăn đi con. Dạ. Wow, cơm ngon ha. Ủa mà dạo này con giảm tinh bột, bụng bự quá không ăn cơm nhiều được. Nhà còn mì gói nhiều lắm. Một phút 30 giây. Quang. Dạ. Chú mì hả? Mày làm ơn khi mấy cái thùng này lên trên phòng của mày để vô trong đó giùm tao. Dạ. Khiêng xong con ăn cũng được. Ủa mà sao phải để phòng con? Chứ lẽ để phòng tao hay là để phòng quanh? Ồ, cũng hợp lý. Ngoài kia còn mười mấy thùng giống vậy nữa. Mày khiêng để vô trong đó luôn ha. Mười mấy thùng? Rồi bích luôn cái phòng con, rồi chỗ đâu con nằm, chỗ đâu con ngủ. Chú. Tùy mày. Mày muốn ngủ đâu mày ngủ. Nhà rộng mà. Hay mày thấy không thoải mái thì mày ra mướn khách sạn mày ở. Mày có tiền mà, đúng không? Tiện, tôi đúng tiện. Sao? Khó chịu lắm hả? Khó chịu gì đi đi. Ở đây làm chi? Có gì đâu khó chịu. Chứ quên là phòng khách mình có nguyên một bộ salon êm rồi là êm. Bên cạnh đó là một cái tivi bự rồi là bự. Còn tha hồ coi đá banh. Phòng con làm gì có tivi. Cảm ơn chú đã tạo điều kiện cho trẻ em cơ nhở. Con đi đây. Khuyên thùng ra. Thật mặt dày. Thôi được rồi, ba ăn đi ba. Trời ơi ba, ba làm vậy cũng được đó hả? Lỡ ảnh về không kịp rồi ai lấy của ảnh thì sao? Kệ nó, con đừng quan tâm, con đi vô nhà đi. Ba cũng không muốn làm quá mức vậy đâu. Nhưng mà ba. Nhưng mà hết cách rồi. Đồ ai quen, ủa đồ mình mà. Châu, chú chơi kỳ châu. Tự nhiên quăng con đồ con ra ngoài chú. Mở cửa cho con này chú. Cái âm thanh gì mà nghe nó lùng bùng lỗ tai quá vậy ta? Trời 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 trời, bữa nay giả điếc nữa chứ nè. Chú chưa có già nha, chú chưa có lận nha. Mở cửa cho con nha. Nè, mày đang năn nỉ tao hay là chọc tao lên báo đó? Ba. Ôi sao kỳ vậy? Bữa nay trái tinh trái nết như trời coi chủ. Mở cửa. Mở cửa cho anh hả? À. Nhưng mà để em nè, tôi vui đã. Anh nhớ là hôm trước anh đã bỏ tôi như thế nào không? Ồ. Bây giờ đi bụi về hôm cho vui ha. Bye bye. Điều gì? Ê! Ê! Anh sao? Nhà cửa gì? Mấy cái chậu bonsai để trên sân thượng tan hoang hết trơn. Bực mình. Ba đó, ba đuổi anh Quang đi làm chi? Mà bây giờ ba cứ còn nhau suốt ngày à. Chứ hoàn cảnh của ba bây giờ như vậy, giữ nó ở lại chỉ tổ làm liên lụy cho nó thôi. Mà con cũng vậy nữa, từ nay ra đường phải cẩn thận, ngó trước ngó sau. Không có người đi theo để mà bảo vệ hoài đâu á. Ngay cả đồ của ba, ba cũng không bảo vệ nổi nữa. Thì tại ba hết đó. Tự nhiên ba đuổi anh Quang đi làm chi? Xong bây giờ con phải làm mấy chuyện này, con đâu có quen đâu. Ba cũng đâu có ngờ mà nói vậy là nó bỏ đi thiệt luôn. Đúng là cái thằng không có một chút tình nghĩa. Trời ơi, không tin luôn. Không có con mới đầu nói xấu sau lưng con á. Sinh tật mới rồi. Ủa anh Quang, sao anh vô được đây? Tôi nhớ là ba tôi thay ổ khóa hết rồi mà. Trời ơi, thay ổ khóa trước mà đâu có thay ổ khóa cửa sau đâu. Tôi vô cái một. Đã bỏ đi rồi còn dắt cái mặt về đây làm gì? Chú này. Mà bữa giờ anh đi đâu? Sao tới giờ anh mới về đây? Trời ơi, tôi là người đàn ông trong gia đình. Tôi đi làm, kiếm tiền phụ giúp cho gia đình mình nè. Gia đình mình đang khủng hoảng về tài chính. Tôi đi làm, kiếm tiền để cân bằng lại kinh tế. Nói tới đi làm, đây chú. Trời ơi, niềm tự hào của con đây nè. Mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu luôn của con đó. Con làm bữa giờ dành dụm cùng với tiền lương mà chú trả cho con mà con đâu có xài hết đâu. Chú cầm lấy ha, trang trải đi, lúc nào dư dư trả con cũng được. Không cần. Mày
Mày mở miệng ra là tao muốn đập vô mặt mày à. Mày có biết là tao ngán mày đến tận cổ hay không? Tao suy sụp là tại mày đó. Đi đi. Ba à, thôi mà ba, ba cho anh Quang ở lại nhà mình đi. Dù gì anh cũng ở đây nhiều năm rồi mà, con coi anh như là người nhà rồi ba. Người nhà? Dạ. Với con thì được, với bà thì không. Không thì thôi. Trước giờ con ở với chú, con đâu có tính toán gì đâu, con đâu có làm gì tiền. Con mồ côi mà. Con làm với chú tại vì con thương chú. Con thương chú với ba con vậy. Suốt thời gian qua chú đuổi con hoài, con cứ nghĩ là chú giỡn thôi. Con cũng có lòng tự trọng của con chứ. Bữa nay chú nói cho hết thương, thì bên ngoài còn nhiều người khác thương con hơn chú nhiều. Chú nhớ giữ sức khỏe. Chú không cần con nữa thì con cũng không cần chú nữa. Cô chủ lại mình giỏi. Con trai, ở lại đây với ba. Ba. Con xem thích trường nào, mẹ sẽ nộp hồ sơ cho con. Ừ, dạ con cảm ơn mẹ. Nhưng mà bây giờ con vẫn muốn sống ở Việt Nam. Không có nhân nhị gì nữa. Ba của con bây giờ không có còn như ngày xưa. Mẹ muốn con phải tự lo tương lai cho mình. Đừng có để chìm theo sự nghiệp giống như ba như vậy. Bà nói hơi quá rồi đó nha. Dù gì tôi cũng đâu đến nỗi làm cho con gái của tôi chịu khổ sở chứ. Ông im đi. Ông tự coi lại mình. Coi gì? Có thương con gái thì cũng đừng có để liên lụy đến nó như vậy. Ông nghĩ ông là ai mà bây giờ ông còn gằn giọng như vậy? Ba với mẹ đừng có cãi nhau nữa. Tại vì bây giờ con cũng sắp thi tốt nghiệp rồi. Sau này con sẽ đi làm. Với lại sức khỏe của ba cũng không có được tốt, nên con vẫn muốn ở lại. Mẹ muốn con nhìn thẳng vào vấn đề. Bây giờ con không phải là con gái của ông Trùm, thì liệu con có thể lo lắng được vấn đề hay không? Con nghĩ là con có thể làm được. Con nghĩ là một chuyện, còn con làm là một chuyện. Hơn 20 năm con sống như một công chúa, còn bây giờ con là một lọ lem. Liệu con sống như thế nào? Còn ông đó, ông cũng đừng có lấy sức khỏe của mình để mà giữ chân con gái. Ông phải để cho nó có sự tự do của nó chứ. Chính vì nó cần có cuộc sống tự do, cho nên bà phải tôn trọng ý kiến của nó. Sao ông biết tôi không tôn trọng ý kiến của con? Vậy sao nãy giờ bà có nói ra không vậy? Ông bớt nói đi, tôi thấy ông bệnh lắm rồi đó. Thôi mà. Ba với mẹ. Mẹ à, con hứa với mẹ là nếu như mà con có khó khăn gì, con sẽ nhờ mẹ giúp đỡ. Mẹ yên tâm nha. Con á, chỉ được có ngoan cố, lì lợm và quá tự tin y như ổng. Chứ nó con tôi mà, nó không giống tôi giống ai. Tôi nói ông im đi, đừng có nói nữa. Thôi được, mẹ sẽ cho con 2 năm để được tự do. Nếu 2 năm sau con vẫn chưa đâu ra đó, mẹ buộc sẽ đưa con về Mỹ. Đến lúc đó coi ai còn nói cái gì nữa không. Dạ con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con. Con hứa là sẽ không có làm cho ba với mẹ buồn nữa. Bà nghe chưa? Tôi không có điếc. Bớt nói đi. Ba, ba làm được không? Được chứ, cái này ngày nào ba không làm. Thôi để con làm cho. Yên tâm đi. Trời, ba có sao không? Không sao.
Ra rồi. Trời ơi, con nói để con làm cho mà. Thôi thôi thôi, ba đừng có làm nữa. Được rồi mà. Ôi, bây giờ mất một lóng cũng không sao nữa. Có chút xíu rồi, con trời sợ cái gì. Thôi, không có được. Để đó đi con lo cho. Không sao. Thôi mà. Con nấu hả? Để đó đi, chuyện đó là chuyện của con. Anh Quang. Gì vậy cô chủ? À, cô gái A Nhâm. Em gái. Anh nấu ăn đi. Hôm nay ba không có khỏe. Ồ, nấu ăn hả? Ừ. Dân chuyên nghiệp là con đi. Ừ, ba cứ để chịu. Con. Wow, ba sắc vậy đẹp á, nhưng mà lâu lắm, mất thời gian lắm. Nấu cơm trưa tới chiều mới ăn được á. Để con. Rồi thấy chưa ba? Định làm gì đây ông? Sắc tốc độ cao nhất có thể. Nè, em gái, ba nhìn con đây. Đầu tiên là mình phải tạo hình cho củ cà rốt nó thật là ấn tượng và đẹp đẽ. Ừ, nhầm, con nhầm mất. Wow. Cẩn thận đi. Ủa, con ba thấy chưa? Mình phải làm song song cùng một lúc như vậy mới nhanh được. Ê, dừng lại. Bộ ông định nấu cám heo hả? Đặt cái kiểu đó. Ba đã có cái mẫu ở bên kia rồi, phải làm giống hệt như ba mới được chứ. Thì chút sao mới vô bụng thôi mà. Thôi, được rồi, ông làm tránh ra đi. Hả? Tôi làm chứ. Rau củ rẻ, mua lại được, không sao hết. Để con làm cái khác cho. Trời ơi, ngay món con thích luôn, con dân biển mà. Trời ơi, cá ai mà mua lửa tư dễ sợ. Thơm phức à, thấy thương à. Bé bạc sẵn rồi hả ba? Wow. Ê, trời đất ơi. Xong, chờ ăn thôi. Cá chưa có làm sao mà ông bỏ vô trong nồi vậy? Ủa, làm cá là gì vậy? Thôi đi, được rồi. Chính ra đi. Để em tự nấu luôn cho. Thôi thôi ba lên chú uống nước đi. Để ba làm cho. Thôi, được rồi, để bé Hoành nó làm cho. Ba lên chú uống nước đi. Biết nó có làm ăn gì được không nữa. Mà nào giờ có nấu nướng gì đâu. Không lẽ giờ mình vô mình biểu nó cho mình nấu cha nó cho nó thế rồi. Để nó nấu xem mà hồi hộp bắt mệt luôn. Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con. Ba, uống nước ba. Ơi. Trời, ba lo lắng cái gì không biết nữa. Còn để ý thấy bé Hoành á, tra Google. Chắc là công thức ổn định lắm, không sao đâu. Ăn cái không bị đau bụng. Dạ. Đợi nước sôi xong rồi sao nữa thầy? À, bỏ thêm một ít muối, rồi bỏ rau vô. Ủa mà thầy ơi, còn canh chua thì sao thầy? À, canh chua thì có gì? Sao? À, cá, bạc hà, me. Dạ rồi, em biết rồi thầy. Dạ. Anh Quang ơi! Chết rồi! Vậy giờ cơ? Sao giờ? Em định nấu nồi canh chua mà em quên mất tiêu mấy món rồi. À, nhiều ít. Có mấy món thôi à, anh đi mua giùm em nha. Yên tâm, để anh, trời ơi, ai lần đầu tiên nấu ăn làm sao hoàn hảo được, anh còn thiếu nữa mà. Kể đi, về anh một phút 3 giây, có liền. À, anh mua cho em một ít bạc hà nè. Ok. À, đậu bắp nè. Được. À, me. À, khóm. À. Ớt. À. Giá. À. Ê, cái quan trọng nhất là con cá nữa. Thêm một con cá nữa là đủ rồi canh chua ha. Là nguyên một nồi đó cô nương, thiếu nguyên một nồi. Thôi thì anh đi mua giùm cho em đi. Đây, ha, cảm ơn nha. Được. Ừ. Trời ơi, thiếu mấy món nữa trời. Khủng khiếp chứ. Sư phụ ngồi đây không hỏi anh đi hỏi cái thằng gồ nào ở đâu. Tiếp không? Thằng đâu mà thằng thầy. Tao thích kêu thằng được không? Dạ. Ba. Gì? Con có chuyện muốn nói với ba. Nói đi. Cho con tiền đi chợ. Vậy nữa. Canh chưa đến rồi đây. Cô bộ hấp dẫn quá ta. Con gái bà số 1. Con nói mà mới quên làm được. Ăn ba. Con mời ba. Thử đi ba. Đây. Để con gấp rau cho ba nè. Rồi, ba thích ăn rau luộc. Cảm ơn con gái. Quanh quen nữa nè. Quanh rau nè. Trời. Dẫn. Con rau. Mỹ bà. Rau ăn cho nó xanh à. Ngon không ba? Ngon không anh? Ngon đúng không? Trời ơi, màu xanh gì nè. Quanh. Dạ. Rau luộc hả cưng? Đúng rồi, rau luộc. Rau luộc. Sao nó mặn như kho vậy?
Anh biết sao không? Tại vì em coi ở trên mạng á, người ta chỉ là nước sôi xong rồi bỏ rau vô, mình sẽ bỏ thêm một ít muối nữa thì rau nó sẽ xanh, nhìn nó sẽ ngon hơn. Một ít của em là bao nhiêu? Có 2-3 muỗng hả? Hai ba muỗng đó ba. Ngon ba. Rất là vừa ăn. Tại anh của con hồi nãy ăn muối đó, thành thử bây giờ ăn cái gì cũng chê mặn hết trơn á. Thì ra là vậy anh đó. Bây giờ ba muốn thử cái món chánh của bữa cơm hôm nay nha, canh chua. Dạ. Đúng ba rồi rất ba. Rất là thích ăn canh chua. Không múc lên đó ba. Đây, trộn cho nó đều mới ngon. Đúng rồi. Canh chua. Múc hoài múc không được cái hả? Ở đây. Này gì vậy? Vỏ chanh đó ba. Wow. Vỏ chanh. Dạ đúng rồi, con nấu canh chua mà phải có chanh. Con bỏ luôn vỏ chanh vô canh. Dạ. Sao sáng tạo vậy trời? Con ăn được luôn cái đó ba. Cái này lạ nha. Lạ, chắc là ngon lắm đó. Này nè, con cũng ăn đi. Nè. Đúng rồi, anh ăn đi. Nè. Rồi đây để con gắp thêm miếng vỏ chanh nè. Rồi, đây. 2-3 miếng luôn. Rồi. 3 miếng. 3 miếng luôn hả bông? Ừ. Ê, 3 miếng luôn hả cha? Cái gì? Rồi ăn nhiều vô. Trời đất ơi. Mấy phở mới được ăn. Oh wow. Lạ nha. Rồi. Giờ mình thử đi ba. Thử chứ. Dạ. Con mời ba trước. Dạ kính lão đất thọ. Ừ. Phải thử chứ. Chua không ba? Hơi chua thôi. Đúng rồi, canh chua là phải chua chứ. Ăn rất là lạ. Wow, con thấy ba chua toát hết mồ hôi rồi đó. Để con. Tội ba quá. Bây giờ tới Khoan ăn đi. Em nấu hồi nãy giờ đó. Thử tài của em coi nấu ăn sao. Dạ. Ăn hết luôn anh, hết luôn. Trời ơi, ngon. Ngon á. Để tôi con thử. Ngon mà rút người luôn á. Đúng là canh chua. Canh ra canh mà chua ra chua. Đắng ngắt à. Ngon hả em gái? Bây giờ hai người nói thiệt cho con biết đi. Đừng có sợ con buồn. Món ăn của con nấu có ngon không? Ngon. Ngon con. Vị ngon nào mà. Nó ra cái vị đó. Đúng rồi đó. Trong chanh á là nó có tinh dầu đúng không ba? Đúng rồi. Nó tốt cho sức khỏe lắm luôn. Ăn đi ba. Con ăn ớt cũng được. Con thà con ăn ớt. Bùng bò, bùng bò, bùng bò, bùng bò, bùng bò. Thơm quá. Thơm quá. Trời, cho con chút xíu, cho con chút xíu. Thơm. Dở quá. Thơm. Thơm mà nồng quá. Hôm nay con có nấu bún bò cho ba với anh Quang ăn nè. Oh wow. Ồ, hấp dẫn quá ha. Cái màu lạ lạ vậy ba. Con thấy bất an quá. Gì bất an? Bún bò thì phải cái màu này chứ. Dạ. Nó đậm đà. Bỏ là thấy hấp dẫn rồi. Mà con nấu bẩn gì mà sao cái màu nó ra đẹp quá vậy? Con bỏ ớt sắc vô đó ba. À. Trời đất. Ớt sắc mà được nhiều đó màu. Rồi em bỏ nhiều ớt lận? Mới nãy em đi ra chợ, em mua 2 lạng. Ừ. Xong cái cô đó cân dư. Rồi về em bỏ vô hết luôn. Bỏ hết vô luôn hả? Dạ đúng rồi. Bởi vậy nó mới ra cái màu đẹp gì nè ba. Ba thấy đẹp không? Đẹp. Trời ơi. Con nhậu. Ây da. Trời ơi, con quên mất. Con đang trong cái chế độ ăn kiêng. Con không ăn nhiều tinh bột được. Trong bún có tinh bột. Trễ giờ nữa. Con đi làm. Ba sướng nhất ba luôn nha. Nè. Ê. Quang. Mày. Thôi, ảnh bận rồi. Bây giờ con với ba ăn nha ba. Ăn chứ. Phải ăn chứ. Nhưng mà khoan. Ba nhớ là như hôm qua mình còn dư một ít các kho á.
Thôi, mình sáng nay mình ăn cá kho với cơm nguội nha. Còn này để bữa khác. Sáng sớm ba ăn cơm nổi không ba? Nổi, nổi hết á. Thôi bây giờ mình ăn cơm với cá kho. Còn này để bữa khác. Vậy thì bún bò mình sẽ ăn buổi trưa, còn buổi chiều với buổi tối nữa. Ba muốn ăn gì, con nấu cho ba ăn luôn. À, thôi cũng sắp tới giờ con đi học rồi, con nên tập trung vô học hành. Còn đến lúc rồi để ba lo. Bếp là của ba, là của ba. Ba, ba, cái gì kỳ vậy trời? Sao bỏ chạy hết trơn vậy? Ai nghe lời anh thì sẽ có tất cả. Bằng không thì sẽ như một chiến lợi phẩm trong bộ sưu tập tình ái của anh thôi. Chỗ này là nơi làm việc của anh, không phải chỗ để anh tới tán gái. Thế tôi hỏi anh, chỗ sinh viên làm việc thì giảng viên như anh tới đây làm gì? Trong giờ làm mà em ngồi thẫn thờ như vậy á hả? Dạ anh xin lỗi chị, để giờ em đi liền. Chị ơi, sao chị cũng dữ quá vậy? Trời đất ơi, nhân viên mà thái độ phục vụ vậy hả? Cái quản lý này gặp tôi liền. Em làm em phải tập trung công việc chứ, lúc nào cũng buồn rầu vậy, khách nhìn vô rồi sao?